Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường tỉnh 922 thì Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đầu tư kinh phí để xây dựng 4 cầu trên đường tỉnh 922 hiện hữu đi từ huyện Thới Lai đến huyện Cờ Đỏ. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng việc thực hiện giãn cách phòng chống dịch nên khối lượng triển khai có phần chậm trễ so với kế hoạch. 4 cầu được triển khai thi công trên đường tỉnh 922 hiện hữu do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đều được triển khai trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đó là các cầu số 5, số 6, số 7 và số 8. Trong đó có trên 100 trường hợp là tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng. Để thu hồi mặt bằng phục vụ cho việc thi công, chủ đầu tư đã phối hợp với ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ thực hiện việc đo đạc, lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng và lên kế hoạch chi trả bồi thường. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ cũng thường xuyên kiểm tra để đôn đốc tiến độ thực hiện, kết hợp giải quyết những vướng mắc khó khăn ảnh hưởng đến việc di dời. Huyện cũng tăng cường chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền vận động, rồi là thực hiện các cái thủ tục để vận động cho bà con trong cái việc giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công. Đồng thời thì cũng phối hợp tốt với chủ đầu tư, các cái nhà thầu trong việc triển khai, đặc biệt là các cái vướng mắc để đảm bảo công trình hoàn thành đúng cái tiến độ đề ra. Đến nay, huyện Cờ Đỏ đã phê duyệt và chi trả cho 86 trường hợp với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng. Số còn lại đang làm thủ tục. Riêng hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cáp viễn thông trên tuyến cũng đang được di dời. Hiện nay là tất cả các cầu trên thuộc tuyến 922 gồm cầu số 5, số 6, số 7 thì đối với các trụ điện trung thế là do điện lực thành phố quản lý thì điện lực thành phố cũng đã di dời rồi. Còn các trụ điện chiếu sáng thì đến nay là phòng cũng đã phối hợp với các đơn vị thì cũng đã di dời xong thì đảm bảo cho việc thi công đối với ba cái cầu này là thuận lợi. Riêng cầu số 8 thì là phần điện chiếu sáng thì phòng cũng đã di dời xong. Thì còn lại là cái phần điện tiến điện trung thế thì đợi chỗ người dân bàn giao mặt bằng sẽ chỗ điện lực thành phố sẽ tiến hành di dời. Gói thầu số 2 thì còn cái cầu số 8 là chưa bàn giao mặt bằng. Còn cầu số 5 thì còn vướng hai hộ dân ngay vị trí mố. Còn nhà thầu thì địa phương nỗ lực giải phóng mặt bằng thì nhà thầu cũng cố gắng nỗ lực thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với việc khẩn trương giải phóng mặt bằng, công tác thi công sẽ được tập trung hơn để khi 4 cầu này được hoàn thành sẽ tạo được sự đồng bộ với đường tỉnh 922 mới, góp phần phát triển giao thông, kinh tế xã hội ở huyện Cờ Đỏ.